Và hôm nay thì như đã hứa thì mình sẽ làm clip để hướng dẫn các bạn có thể chụp ra được cái hiệu ứng ánh sáng ở tấm ảnh ở bên trái như này. Thì qua cái tấm ảnh lớn này thì các bạn có thể thấy được là mình có show ra cho các bạn được cái kết quả ở bên này. Nhìn nó có vẻ nó không giống lắm đâu, nhưng mà tuy nhiên mình ở trong cái shoot hình này có khá nhiều thứ để mình có thể chia sẻ và hướng dẫn với các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào clip. Thì mình hy vọng rằng là ở trong cái clip này thì các bạn sẽ hiểu được một số kiến thức về vấn đề về ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mềm, vùng chuyển, và quan trọng nữa đó là cái người ta gọi là lighting ratio. Rất nhiều người hay gọi đó là lighting ratio, nhưng thực ra nó là lighting ratio, nó có thể gọi là cái tỷ lệ chênh lệch giữa ánh sáng, giữa sáng, chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối. Thì đây là cái clip mà mình muốn hướng dẫn các bạn về những cái kiến thức liên quan đến những cái vấn đề đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào clip nhé. Ok, bây giờ như chúng ta có thể thấy được ở trong hình rằng là đây là cái tấm hình mà chúng ta cần phải làm ra. Thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta sẽ có ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái phông này. Phông này là một cái phông màu xanh, phông này là một cái phông màu xanh. Thì có thể phông này là một cái phông màu xanh, hoặc đơn giản thôi như ở trong hình này là mình dùng hai đèn màu xanh, gel màu xanh đánh vào cái phông màu trắng để tạo ra một cái màu xanh như thế này. Mình thích cái màu xanh như thế này hơn là cái màu xanh như thế này, cho nên đó là lý do vì sao mà mình đánh hai cái đèn vào phông. Tí nữa mình sẽ cho các bạn đi sâu vào cái sơ đồ sức sáng ở bên trong. Đầu tiên là mình sẽ xác định là cái phông này là một cái phông màu xanh như vậy. Thì cái màu xanh này có thể giải quyết được bằng hai cái vấn đề. Một đó là một cái phông màu xanh, hoặc nếu không là các bạn có thể dùng hai đèn màu xanh để đánh vào một cái phông màu trắng. Đối với mình thì mình chọn cái phương án là hai đèn màu xanh đánh vào phông màu trắng. Lát nữa có thể mình cũng sẽ show cho các bạn xem rằng là khi mà đổi cái phông màu xanh thì nó sẽ như thế nào. Rồi, sau khi phân tích về cái ánh sáng ở trên phông xong thì bây giờ mình sẽ phân tích về ánh sáng ở trên chủ thể. Ánh sáng ở trên chủ thể thì mình sẽ phân tích về highlight và shadow. Thứ nhất, highlight chúng ta có thể nhìn thấy là nó đang chạy từ phía bên trái này sang, và shadow thì nó đổ về bên này. Thì nhìn ở đây nó sẽ có một cái đèn ven nữa. Trong cái shoot hình này mình không có một cái đèn ven, thực ra là chỉ là một cái đèn ven thêm vào thôi. Thêm một cái đèn nữa thôi, cái đấy không phải là cái vấn đề quan trọng. Mà cái vấn đề ở đây đó là gì, các bạn sẽ nhìn kỹ ở đây, các bạn có thể thấy được rằng một điều là ánh sáng nó chạy từ bên trái sang bên phải này, nó chuyển từ vùng sáng sang vùng tối rất là nhẹ, rất là mềm. Đây là một cái hiệu ứng ánh sáng rất hay. Các bạn có thể thấy được có một vài đốm sáng nữa ở trên chủ thể. Thì người ta sẽ sử dụng cái thiết bị đó là thiết bị Gobo. Thì cái vấn đề về thiết bị Gobo mình sẽ nói ở trong cái clip khác. Bây giờ ở trong cái clip này mình đang muốn nói hơn là về cái vấn đề ánh sáng mềm và cái vùng chuyển, hay gọi là lighting ratio, gọi là tỷ lệ ánh sáng ở trên chủ thể. Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là ánh sáng ở đây, thì chúng ta có thể thấy được ánh sáng là nó chuyển từ vùng sáng ở đây, xong nó chạy sang vùng tối ở đây, nó chuyển rất mềm và nó không bị gấp khúc, không bị mất sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể cảm giác được là cả một cái nguồn sáng rất là lớn, giống như nguồn sáng cửa sổ ấy, nó chạy từ bên trái này, nó chạy sang bên phải, và đây sẽ là cái highlight và đây sẽ là vùng shadow. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái sắc sáng này nhé. Ok, các bạn sẽ vào đây, lát nữa mình sẽ nói sâu về cái này sau. Ở trong cái shoot hình này thì mình dùng ở đây là 5 đèn với 2 đèn gắn hai cái gel blue lên chóa và đánh vào một cái phông trắng, đánh vào một cái phông trắng. Thì cái này là cái mà ai cũng có được rồi. Nhưng quan trọng nhất ở đây, bây giờ mình sẽ tắt hết đèn này trong phòng này đi. Mình sẽ tắt hết các cái đèn này đi để các bạn có thể hiểu được. Rồi, quan trọng nhất ở đây là gì? Đó, đây là cái tấm ảnh khi mà chúng ta tắt đèn và không bật đèn lên. Đầu tiên là mình sẽ đánh hai cái đèn vào phông thì nó rất đơn giản rồi. Hai cái đèn vào phông. Đó, hai cái đèn vào phông. Như thế này. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng hai cái đèn vào phông này chúng ta có thể có một cái ánh sáng màu xanh đổ lên phông. Ánh sáng màu xanh này có thể nó sẽ không giống với cả cái ánh sáng ở trong cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake đây đâu nhá. Nhưng mà tuy nhiên khi chúng ta sử dụng Photoshop, chúng ta có thể kéo ra được cái màu phông này. Cái vấn đề là như vậy. Thì khi các bạn là một nhiếp ảnh gia, các bạn cần phải nhớ có một cái việc nó rất là quan trọng. Đó là cái việc là các bạn phải biết được rằng là với cái studio của bạn, với các cái thiết bị trong tay của các bạn có thể làm được đến đâu, và sau đó các bạn phải can thiệp bằng Photoshop đến đâu. Cái việc đấy là việc rất quan trọng, đặc biệt là với những nhiếp ảnh gia mà không có nhiều thiết bị và không có những cái studio có những diện tích lớn, thì các bạn lại càng cần phải nắm được những cái kiến thức đấy. Rồi, ở đây mình đánh hai cái đèn vào phông thì các bạn có thể nhìn thấy là chủ thể đang không, chủ thể không mất chi tiết, nhưng mà chủ thể khá là tối. Chủ thể khá là tối và chủ thể bị ám lên một màu xanh. Ok, mình biết như vậy là ánh sáng trên phông đã. Sau đó ở đây, các bạn nhìn thấy ở đây, mình đặt một softbox bắt giác khá là gần chủ thể để mình đánh.
Đánh ở đây là làm gì? Để mình tạo ra được cái highlight, chính là cái highlight này. Đó, thì ở đây bắt đầu nó sẽ là một cái câu chuyện đây, đó là các bạn, khi các bạn nhìn thấy, khi mình bật đèn lên một cái, khi mình đánh cái đèn này vào phông, khi mình đánh cái đèn này vào phông, thứ nhất ánh sáng ở trên phông nó không bị thay đổi. Tại vì sao? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy đây, đó là mình đang lắc cái đèn đi. Mình đang lắc cái đèn và mình để cái đèn này rất sát với cả chủ thể. Bởi vì sao? Bởi vì mình không muốn là cái ánh sáng này nó bị lem vào phông, mà mình chỉ muốn ánh sáng này nó tạo ra cái highlight ở trên chủ thể thôi. Nhưng các bạn nhìn thấy rằng là khi mà mình để đèn gần chủ thể và tạo ra highlight trên chủ thể thì vùng shadow nó rất tối. Còn trong khi cái mood mà chúng ta muốn có thì shadow nó rất mềm, nó rất sáng. Đó là lý do vì sao mình lại đặt tiếp một đèn nữa. Và cái đèn này mình cũng sử dụng một bát giác tương tự như vậy. Và mình đánh cùng với cả hướng của cái hướng tạo ra highlight. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Cùng hướng tạo ra highlight. Tuy nhiên ở trên cái đèn này thì mình lại đánh thẳng như thế này. Tại vì sao mà mình không bây giờ mình sẽ đặt một cái đèn này ra đây. Tại vì sao mình lại không đặt đèn như thế này? Đây, ví dụ mình bù vào sao đâu, tại vì sao mình không đặt đèn như thế này? Tại vì các bạn có thể thấy được rằng là khi mình, đây mình kéo này ra đây một chút. Khi mình đặt đèn như này để mình bù vào sao đâu, thứ nhất là như này, ánh sáng của mình đi vào phông mình sẽ không kiểm soát được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vùng shadow, đặc biệt là khi mà mình để như này, cái vùng shadow của mình ý, nó sẽ có những cái vùng chuyển rất xấu ở trên mặt như thế này. Nó sẽ không đều, nó sẽ không tạo cho mình một cái cảm giác là cả một cái nguồn sáng lớn nó đang chạy từ bên trái sang bên phải. Trong cái shooting này ý, thì cái mà mình muốn ở đây là gì? Cái mà mình muốn ở đây là mình muốn tạo ra một nguồn sáng tất cả đều chạy từ một bên sang. Nó giống hệt như là ánh sáng ở cửa sổ. Đó, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chỉ với 4 đèn thôi thì mình đã có thể tạo ra được cái ánh sáng như thế này rồi. Nhưng mà với mình vẫn muốn đánh thêm một cái đèn nữa lên trần như thế này. Đó, thì khi mình đánh lên trần thì các bạn có thể nhìn thấy là cái shadow của mình nó còn sáng hơn nữa. Tuy nhiên rằng các bạn để ý rằng là cái đèn chóa này của mình đánh lên trần nhưng vẫn là cùng hướng từ bên này sang. Ở đây ý, có một cái kiến thức, đó là mình đánh 3 cái đèn bằng 2 cái softbox lớn, và một đèn chóa đánh lên trần, cũng để tạo ra một vùng ánh sáng lớn mềm, đánh tất cả đều từ một bên sang. Thì như vậy các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái vùng chuyển sáng từ sáng sang tối nó cực kỳ mềm. Ở trên cái hình ảnh giả lập 3D này ý, thì nhìn nó sẽ khá là khó. Tuy nhiên cái vấn đề, cái mục đích mà mình muốn nói với các bạn, để các bạn có thể tạo ra được cái hiệu ứng mà ánh sáng cảm giác như cửa sổ và nó chạy từ một bên sang như này, thì các bạn cần phải nhớ một cái nguyên lý, đó là tất cả các ánh sáng của bạn đều phải chạy từ một hướng sang. Đầu tiên là các bạn phải tạo ra một cái ánh sáng highlight đã. Mình sẽ tắt hai cái đèn bù rồi đi. Đầu tiên là các bạn phải tạo ra một cái ánh sáng highlight. Đó, các bạn tạo ra một cái ánh sáng highlight. Ánh sáng highlight là các bạn có thể dùng softbox, các bạn dùng softbox bát giác cũng được, mà các bạn dùng cái softbox mà mình hay gọi đó là strip, nhưng rất nhiều bạn mình thấy hay gọi đó là cái softbox để đánh ven, là bằng cái này cũng được. Đây, ví dụ như này cũng được. Nhưng mà tuy nhiên nếu như các bạn dùng cái này ý, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái tương phản nó còn mạnh hơn nữa. Mình dùng cái softbox kia bởi vì mình muốn cái tương phản nó mềm thôi, mình không muốn tương phản mạnh, đó là tùy các bạn. Đấy, sau đó mình ấy, bây giờ đây là cái nguồn sáng chính ở trên chủ thể. Rồi sau đó mình đánh hai đèn bù, thì như mình có nói với các bạn là mình muốn hai đèn bù của mình để mục đích của hai cái đèn bù này của mình chỉ đơn giản thôi là để tạo ra một cái luồng sáng lớn mềm từ cùng hướng với highlight để cho vùng chuyển ở trên shadow nó mềm. Các bạn có biết tại sao ở trong trường hợp này là mình lại, đây mình sẽ tắt cái đèn này đi. Các bạn có biết là bây giờ mình sẽ bảo là tại sao ở trong trường hợp này mình lại dùng softbox này? Tại vì đơn giản thôi, vẫn như mình nói với các bạn, đó là mình dùng softbox này để mình hạn chế nhiều nhất ánh sáng len vào phông. Mình vẫn phải kiểm soát ánh sáng len vào phông, đó là lý do vì sao ở đây mình dùng cái softbox này. Nhưng tuy nhiên sau khi mình dùng cái đèn này thì mình thấy rằng phông của mình hơi tối, chủ thể vẫn hơi tối. Mình lại bật thêm một cái đèn này nữa lên để cho chủ thể sáng lên và phông của mình sáng lên một chút, thì nó có thể sẽ tạo ra được cái hiệu ứng ánh sáng mà mình mong muốn như ở bên này. Đó, thì tại sao mình lại phải chất sáng nhiều như này, thì các bạn nên nhớ một điều rõ ràng là gì. Cái studio này mình đang giả lập là một studio có 4m chiều ngang, 8m chiều dài và 3,5m chiều cao. Đây là một studio khá là nhỏ chứ không phải là một studio có diện tích lớn. Bởi vì nếu như mà các bạn có một studio có một diện tích lớn ý, thì cái câu chuyện để tạo ra cái ánh sáng này rất đơn giản. Tại vì các bạn chỉ việc kéo tất cả các cái nguồn sáng chính này ra xa và tăng công suất lên một cái
lập tức các bạn vẫn sẽ có được ánh sáng có highlight ở đây và nó sẽ vùng chuyển nó chạy sang đây. Nhưng tuy nhiên khi mà ở trong một cái studio nhỏ ấy, thì bắt buộc các bạn phải dùng nhiều nguồn sáng như này thì các bạn mới có thể tạo ra được một cái nguồn sáng lớn. Đó là lý do vì sao mà trong cái shooting này mình lại phải dùng đến ngần này thiết bị. Đấy, thì như vậy là mình đã giới thiệu qua với các bạn về cái lighting để xét sáng ra được cái ánh sáng này. Ở đây các bạn có thấy này, ở đây có một cái ven nữa thì các bạn có thể đặt thêm một cái đèn nữa ở đây, các bạn đánh cái ven vào. Cái đấy là một cái việc đơn giản rồi thì nó không phải là cái vấn đề chính. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào một cái vấn đề chính hơn, là bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn thấy được những cái ứng dụng của những cái ánh sáng này. Ánh sáng này là ánh sáng cực kỳ hay nhá. Bây giờ đầu tiên đó là cái sút sáng này của mình. Các bạn có thể thấy được là cái sút sáng này của mình thì cái lighting ratio hay là vùng chuyển ánh sáng từ sáng sang tối ở đây của mình, các bạn có thể nhìn thấy cái vùng highlight của mình nhá, nó sáng hơn hẳn so với cái ánh sáng này. Bởi vì trong cái sút này thì hậu trường của mình đây đó là, đây là cái nguồn sáng chính của mình này. Đây là mình dùng cái strip, hay rất nhiều bạn hay gọi đó là cái đánh ven đấy, để mình tạo ra highlight. Và shadow ấy, các bạn nhìn này, mình cũng bù bằng một soft box lớn và đánh từ một bên sang. Tại vì sao sút này mình không đánh đèn lên trần? Tại vì đơn giản thôi, sút này mình không muốn ánh sáng nó lem vào phông nhiều. Đó là lý do vì sao mình không đánh đèn lên trần. Thì các bạn có thể thấy được cái vùng chuyển của nó rất đẹp. Rồi, sang một cái ví dụ khác, ví dụ như cái sút hình này. Đây là sút hình mình giả lập lại ánh sáng ở bên phải này, thì đây là ánh sáng ở bên trái là cái sút hình của mình, còn bên phải là sút hình của người ta. Thì các bạn có thể thấy được rằng là ở bên này thì cái vấn đề là cái vùng chuyển, cái shadow nó còn sáng nữa cơ. Các bạn sẽ thấy được ở đây có một chút highlight này. Nhưng mà ở đây shadow nó sáng, nó rất sáng luôn, và nó sáng nhưng nó chỉ sáng gần bằng highlight thôi. Thì tương tự như vậy, cái ánh sáng mình giả lập ra cũng vậy, ở đây có một chút highlight và shadow nó rất sáng nhưng mà nó vẫn là shadow. Thì đây là xét sáng của nó, các bạn có thể nhìn thấy. Để mà có thể tạo được một cái vùng chuyển sáng nó mềm như thế này thì bắt buộc các cái thiết bị thả sáng, các bạn nhìn thế này. Đây chính là nguồn sáng chính của mình, là một softbox lớn, và đây chính là nguồn sáng bù của mình, cũng lại là một softbox lớn nữa. Phải là hai softbox lớn cùng đánh từ một hướng sang. Các bạn có thể nhìn thấy được là softbox này nhỏ hơn softbox này một chút, softbox chính này nó nhỏ hơn softbox này một chút, đó là lý do vì sao mà nó sẽ sáng hơn một xíu. Đấy, nhưng mà cái đèn bù của nó phải là softbox lớn. Thì ở đây ý, cái vấn đề là cái vùng chuyển, hay gọi là cái vùng chuyển này, cái transition này, hay gọi là cái lighting ratio này, cái lighting ratio ấy, cái chênh lệch giữa sáng và tối nó rất quan trọng nhá. Với những cái chênh lệch ánh sáng giữa sáng và tối như này, các bạn nhìn thấy có thể nó rất đơn giản. Nhưng tuy nhiên ý, ánh sáng, cái chênh lệch ánh sáng và tối nó càng mềm thì bức ảnh ấy càng khó để tạo ra. Ví dụ đây cũng là một cái shoot hình mà có một bạn học viên bạn gửi cho mình, bạn hỏi là làm nào để chụp được shoot này. Thì cái shoot này nó y hệt ánh sáng setup giống như cái shoot này. Tuy nhiên rằng các bạn, có nghĩa là về cái vị trí đặt đèn nó cũng tí như vậy. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là cái công suất của cái đèn nổ, đèn bù này nó phải lớn hơn nữa để làm sao để ánh sáng nó lem vào phông nhiều hơn nữa. Kết quả cái vấn đề là các bạn nhìn thấy được cái lighting ratio ở đây, nó cái vùng chuyển đây từ sáng sang tối nó cực kỳ mềm. Cái tỷ lệ ánh sáng giữa chênh lệch giữa sáng và tối nó rất là thấp. Đó là lý do vì sao các bạn phải dùng các cái softbox lớn, và phải nhớ một điều giúp mình, đó là phải cùng hướng. Đầu tiên là tạo ra highlight, xong sau đó là tạo ra các đầu tiên là tạo ra highlight, xong sau đó là tạo ra các hướng sáng lớn từ cùng hướng với highlight đánh sang. Ví dụ như thế này, có thể các bạn nhìn thấy đây cũng là một cái set sáng mà trong ảnh cưới người ta cũng rất hay sử dụng. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây người ta cũng sử dụng ánh sáng y hệt như cái shoot này của mình. Cái shoot này nó y hệt cái shoot này của mình, tuy nhiên nó chỉ khác mỗi một cái, đó là cái phông nó sáng hơn và tỷ lệ chênh lệch giữa sáng và tối nó sáng hơn, đồng nghĩa việc là phải thêm nguồn sáng nữa vào. Đó là cái mà mình muốn các bạn hiểu ở đây. Ví dụ như trong shoot này, nhìn thì nó rất đơn giản thôi, nhưng shoot này cũng thế, một nguồn sáng chính từ đây đánh vào để nó tạo ra vùng, tạo ra highlight ở đây và shadow ở đây. Tuy nhiên khi một cái nguồn sáng chính đánh từ đây vào, các bạn nhìn cái chuột của mình đánh từ đây vào, thì lập tức ở đây nó sẽ có shadow. Đó lý do vì sao mình lại dùng thêm một cái softbox lớn nữa, mình đánh cũng từ bên này đánh sang, thì nó mới có thể, thứ nhất là có một cái vùng chuyển chạy từ sáng sang tối đều như thế này, và thứ hai ý, là cái tỷ lệ về sáng và tối nó sẽ càng cả nó sẽ càng thấp, tỷ lệ sáng tối nó sẽ càng thấp. Các bạn có thể nhìn thấy đây cũng là một cái cách mà một cái nhiếp ảnh gia ở bên châu Âu người ta áp dụng ánh sáng để giúp cho cái diễn viên điện ảnh này. Các bạn nhìn thấy trong cái shoot hình này, các bạn nhìn thấy thứ nhất là tất cả nguồn sáng đều cùng từ một hướng sang, đó là lý. Nhưng mà cái vấn đề là đây là nguồn sáng chính,
nó sẽ tạo ra highlight và shadow ở đây. Các bạn có nhìn thấy có cái shadow ở đây này. Thì cái nguồn sáng này làm gì? Đây chính là nguồn sáng bù. Và các bạn nhìn thấy này, cả hai cái nguồn sáng này nó đều đánh từ một hướng sang, thì nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng ánh sáng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhìn vào đây, ở trong tấm này, ở đây mình có lấy một cái tấm ảnh ở bên Trung Quốc chụp Azalea Baby về. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây trong cái tấm hình này nó cũng là một cái hiệu ứng ánh sáng như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có cái highlight, nó chính là từ đây, và shadow nó ở đây. Thì highlight nó chạy sang shadow rất mềm, và tỷ lệ chênh lệch ánh sáng giữa highlight shadow nó rất chi là nhỏ. Thì muốn tạo được ánh sáng như thế này thì các bạn nhớ này, phải xét sáng cùng hướng và sử dụng càng nhiều càng tốt nguồn sáng có diện sáng lớn. Đó là cái nội dung của cái clip này. Bây giờ nhá, chúng ta có thể đi vào đây để chúng ta bây giờ mình sẽ làm một cái như thế này, mình tắt đi để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Mình sẽ nói sâu hơn để các bạn hiểu rõ hơn. Ok, bây giờ ví dụ nó là như thế này. Bây giờ ví dụ mình thay cái này đi, thay cái, mình tắt hai cái đèn đằng sau rồi nhá. Mình sẽ cho cái đèn này là đèn đây, mình dùng cái strip như này đi, 30 đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình tắt hai cái đèn này đi. Đó, bây giờ mình sẽ tắt hết, mình sẽ xóa hết cái đèn ở trong phòng này đi. Đấy, mình sẽ chỉ dùng cái này thôi để các bạn có thể hiểu được rõ hơn. Tắt cái đèn đằng sau rồi đi, xóa cái đèn đằng sau rồi đi. Ok, thì đây, các bạn nhìn thấy, đây là khi mà ánh sáng từ một bên sang. Bây giờ mình muốn cái vùng, bây giờ có phải các bạn nhìn thấy được rằng cái tỷ lệ chênh lệch ánh sáng giữa vùng sáng và vùng tối nó đang rất cao không? Thế thì bây giờ ví dụ ở đây mình đánh cái đèn này vào. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tỷ lệ chênh lệch ánh sáng càng ngày càng thấp đi. Khi mình càng tăng công suất cao lên, thì khi mình càng tăng công suất cao lên ý, thì khả năng cháy nó càng cao. Tại vì đơn giản thôi là các bạn nhìn thấy nguồn sáng ở đây nó đang đi cả vào đây này. Ở đây bản thân đây đã có nguồn sáng rồi, thì thêm cộng cái này vào nữa thì ánh sáng nó sẽ càng cao. Nhưng mà ánh sáng nó là lý do vì sao mình sẽ chỉ đến được một cái công suất nhất định để mình sáng cái vùng này lên thôi. Đó, nếu như bây giờ mình muốn cái vùng này sáng nữa lên thì mình không thể tăng công suất của cái thằng này lên được nữa. Mình chỉ có thể làm việc là lùi xa cái đèn này ra. Khi mình lùi xa cái đèn này ra thì ánh sáng nó sẽ mềm hơn, lùi ra xa. Nhưng tuy nhiên cái phòng này của mình nó đang bé. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Cái phòng này mình sẽ cho cái chiều dài rộng nó ra thành 10m đi. 10m. Đó, và bây giờ nhá, mình sẽ cho cái đèn này ra xa một tí nữa. Rồi, mình tăng công suất lên. Các bạn thấy không? Nó sẽ mềm hơn rất nhiều. Đâu, để cho cái này lên cao thì nữa. Đó, rồi, cao lên. Đó, mình sẽ tăng công suất cao lên nhất có thể. Thì các bạn thấy là nó sẽ mềm hơn. Nó sẽ mềm hơn, cái vùng chuyển của nó sẽ mềm hơn. Tuy nhiên bây giờ có nghĩa là gì? Bây giờ mình sẽ quay trở lại như vừa rồi. Ctrl Z. Đó, đấy các bạn thấy không? Bây giờ cái tương phản nó lại mạnh. Vậy thì bây giờ mình muốn, như mình nói với các bạn rồi, là bây giờ mình không thể tăng thêm công suất của cái đèn này lên nữa. Tại vì nếu như mình tăng lên ý, thì có thể shadow ở đây nó sẽ sáng lên. Nhưng vùng này nó sẽ bị cháy. Đó là lý do vì sao bây giờ mình cần một cái nguồn sáng mà nó chỉ cộng vào đây một xíu nữa thôi này, nhưng nó cộng vào đây nhiều. Đó là lý do vì sao bây giờ mình sẽ phải thêm một cái chóa vào đây. Và mình phải đánh lên trần. Đó, bây giờ mình sẽ đánh cái chóa lên trần. Đây, ví dụ là như thế này. Các bạn thấy chưa? Vùng sáng bây giờ nó lại rất mềm. Đây, mình sẽ xuống một tí. Các bạn thấy không? Vùng sáng nó vẫn chạy từ bên này, chạy sang bên này, và nó rất mềm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đánh cái đèn này lên trần ý, thì ánh sáng nó tỏa ra rất lớn. Thì nó sẽ cộng cả vào đây. Cộng cả vào đây nữa. Nhưng mà nó cộng vào đây một ít, nhưng cộng vào đây nó lại là nhiều. Đấy, đó là cái vấn đề, nó là như vậy. Đó. Thì ở đây ý, nó chính là cái bài toán mà mình nói với các bạn, đó là gì? Tạo ra một cái nguồn sáng nó chạy từ một bên sang và nó rất mềm. Bây giờ ví dụ nhá, cái xuất hình của đây, xuất hình của Azalea Baby, bây giờ mình sẽ thử thay cái phông này thành phông đen đi. Mình sẽ thử thay cái phông này thành một cái phông đen như thế này. Đó. Ok, các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy được cái ánh sáng nó chuyển nó cũng mềm như thế này không? Các bạn thấy không? Nhưng bây giờ chỉ cần mình tắt một cái đèn đi nhá. Mình tắt cái đèn này đi cái này. Các bạn thấy chưa? Tương phản nó rất chỉ là mạnh luôn. Nhưng mình bật cái đèn này lên được ạ. Đó, nó bù đúng vào shadow rồi. Và nó tạo ra đúng cái hiệu ứng như thế này. Đương nhiên rồi, cái ảnh giả lập của 3D ấy, nó sẽ không thể ra được cái ánh sáng giống như thế này. Nhưng mà cái set sáng này tương tự là như vậy. Nếu mà các bạn muốn mềm nữa nhá, muốn mềm hẳn ra như của Azalea Baby như này nhá, các bạn thay cái setup này bằng cái bát giác cho mình.
tất cả những cái thiết bị mình sử dụng đều là những cái thiết bị dễ nhá, ai cũng có thể dùng được nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó còn mềm hơn nữa. Nó còn mềm hơn nữa. Đó, thì ở đây đó là chốt lại là gì? Ở đây mình muốn hướng dẫn các bạn về cái vấn đề là cái kiến thức về vùng chuyển ánh sáng, về tỷ lệ ánh sáng giữa sáng và tối. Vậy thì các bạn cần phải nhớ là, ví dụ đơn giản thôi, tỷ lệ ánh sáng càng rõ nhìn, càng dễ nhìn nhá, tương phản càng mạnh thì cái xuất hình đấy càng dễ làm. Nhưng tương phản càng mềm thì cái xuất hình đấy càng khó làm. Nhìn tưởng rất dễ nhưng nó lại cực kỳ khó. Ví dụ như cái xuất hình này, ví dụ như cái xuất hình này, hoặc ví dụ như cái xuất hình này. Còn ví dụ như cái xuất hình này thì nó lại rất dễ. Nhìn phát là chúng ta sẽ biết một highlight ở đây, một bù ánh vào. Nhưng mà ở đây thì cũng là một highlight, một bù, nhưng mà highlight phải là highlight bằng softbox lớn, và bù cũng phải bù bằng softbox lớn. Và tất cả là phải là cùng hướng nhá. Mình nhắc lại là tất cả phải là cùng hướng sang. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi nốt vào phần cuối của clip. Mình sẽ cho các bạn xem là các anh ở bên Tung Của thì các anh đã áp dụng cái này như thế nào. Ví dụ như clip này các bạn có thể thấy được đây. Các bạn có thể thấy cái tấm mà các anh đang di chuyển này, người ta gọi là tấm Scream. Tấm này chính là tấm để mà có thể tản sáng. Nhưng tuy nhiên cái tấm này sẽ rất khó để mà sử dụng trong những studio có diện tích nhỏ. Đấy. Đó, các bạn nhìn thấy không? Người ta đánh một đèn xuyên qua tấm phản. Người ta đánh một đèn xuyên qua tấm phản. Phía trước ngay sau tấm phản người ta đánh thêm một cái softbox nhỏ, một cái softbox strip nữa, softbox đánh ven nữa. Đó, mục đích của người ta là gì? Mục đích người ta muốn tạo ra một vùng sáng chạy từ bên đây. Các bạn nhìn thế này, ở trong cái tấm này như cô gái này đang đứng gần với cả cái nguồn sáng, cho nên các bạn nhìn thấy cái shadow và highlight nó rất lớn này. Nhưng tuy nhiên nhá, ở trong cái ảnh thực tế nhá, đây là cái mà là cái ánh sáng, cái hiệu ứng ánh sáng được tạo ra bởi đèn liên tục nhá. Nhưng khi mà có đèn vào nhá, chúng ta sẽ nhìn, các bạn thấy chưa, ánh sáng chạy từ sáng sang tối nó rất mềm, nó không bị đứt khúc. Đó, đây chính là cái ánh sáng mà người ta, và rất nhiều người hay cảm giác đây chính là cái ánh sáng cửa sổ đấy, đây chính là cái ánh sáng cửa sổ đấy. Đó, rồi. Đó, bây giờ tiếp tục nhá, mình sẽ cho các bạn xem người ta áp dụng trong chụp cưới này. Các bạn nhìn thấy không, có 3 đèn liền đánh qua 3 cái dù xuyên. Đó, mục đích của 3 cái đèn này đơn giản thôi, người ta muốn tạo ra một cái diện sáng lớn như thế này này. Lớn bằng cả một nửa căn phòng nếu đánh từ một bên sang. Đó, thì các bạn sẽ xem được những cái clip là các bạn sẽ hiểu được là tại đây các bạn nhìn cái ánh sáng này. Thứ nhất là bao giờ nó cũng sẽ bên này sẽ sáng hơn bên này. Rất nhiều người hay gọi là ánh sáng tạo khối đấy. Bao giờ nó cũng sáng hơn từ bên này chạy sang bên này. Là cái thứ nhất, và cái thứ hai là các bạn nhìn là cái phông nó cực kỳ đều luôn. Cái phông nó cực kỳ đều luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái diện sáng mà đánh từ bên này sang nó rất lớn. Nó 3 cái dù xuyên đánh qua mà. Đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là gì? Cái phòng của tôi nó chỉ có thế thôi, tôi phải làm như nào? Đấy, thì đó là lý do vì sao mình dạy, mình hướng dẫn các bạn clip này. Và cái clip cuối cùng các bạn nhìn nhá. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái chóa, đây là một cái gel đánh xuyên qua một cái chóa. Và ở đây người ta đang dùng một cái softbox lớn, bát giác, đánh thẳng vào một cái tường trắng. Mục đích để làm gì? Để tạo ra cả một cái vùng sáng này phản lại vào phía này, để tạo ra cái ánh sáng bù. Đó, đây, các bạn sẽ nhìn kết quả của người ta này. Đó, các bạn thấy chưa, ánh sáng vẫn chạy từ một bên sang, shadow nó vẫn nằm ở bên này. Ví dụ nhá, ví dụ trong cái shooting này, ví dụ trong những cái shooting này, các bạn để cái, bây giờ các bạn đây là đèn sáng, đèn chính của các bạn ở đây, các bạn để đây. Nhưng mà đèn, đợi mình tí. Đây, đèn chính các bạn để đây. Đèn bù các bạn để từ bên này vào. Rất khó để kiểm soát shadow luôn. Mình nói luôn là rất khó để kiểm soát shadow luôn. Đó là lý do vì sao ấy, khi các bạn muốn tạo ra cái tỷ lệ ánh sáng thấp hay bất cứ tỷ lệ ánh sáng nào ấy, lời khuyên của mình là các bạn hãy học về kiến thức, đó là bù đèn cùng hướng. Đó, đó là cái cuối cùng mà mình muốn nói đến trong cái clip này. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, và chào, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những cái clip tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.